Hello, xin mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì thực sự là bữa từ trước Tết Nguyên Đán tới giờ thì em Điền thực sự rất là bận anh chị, nên là không có thể nào mà quay clip, quay đăng đức chào đức để mà lên trên YouTube cho cô chú anh chị mình xem. Thì hôm nay em Điền quay video và đăng video. Video này là video đầu năm của năm 2024 ha. Đó. Thì năm mới em Điền cũng xin chúc cho cô chú chị mình năm mới thật là nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng và làm ăn được suôn sẻ ha. Hôm nay em Điền thì đang có mặt ở tại xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì như cô chú chị cũng đã biết về huyện Xuyên Mộc, đặc biệt là ở xã Hòa Hội, Hòa Hiệp này kia đó, thì vùng đất gọi là rất là tốt, chuyên để trồng những cái cây ăn trái ha. Tiêu, điều, vân vân, nói chung là trồng những cái cây lâu năm rất là tốt. Đó. Tại vì cái vùng đất này là vùng đất đỏ anh chị, vùng đất đỏ Ba Giang, nên là về việc trồng cây cối này kia rất là tốt. Cái thứ hai nữa là khí hậu thì cực kỳ tốt luôn anh chị. Đó. À, lá phổi của Việt Nam mình là nằm ngay ở huyện Xuyên Mộc mình ha. Đó. Đây thì sẵn đây em Điền cũng xin giới thiệu tới cô chú chị một bất động sản nằm ngay khu dân cư ha. Xung quanh này cô chú chị có thể thấy ha. Nhà rất là lớn này. Đó, xung quanh nhà ở lớn đó, dân cư đông đó, điện đài thì đầy đủ rồi anh chị đó. Nằm ngay trung tâm xã Hòa Hội luôn anh chị nha, nằm ngay trung tâm xã Hòa Hội luôn ha. À, trước khi vào lô đất thì em Điền sẽ nói sơ bộ về bất động sản mình ha, cung cấp những thông tin cơ bản. À, sau đó em Điền sẽ nói giá và vị trí của mình luôn ha. Khỏi phải để cô chú anh chị đợi chờ lâu. Thì em sẽ đây, giới thiệu tới bất động sản mình luôn. Bất động sản mình thì hiện tại là có 14 mét rưỡi mặt tiền ha. Đó, từ ranh từ đây đổ qua bên này là 14 mét rưỡi. Và sâu rất là sâu anh chị. 51 mét, sâu 51 mét ha. Đó, một cái chiều sâu rất là hợp lý để mà cô chú mình anh chị mình vừa xây nhà được, vừa làm nhà vườn được luôn anh chị, trồng rau ha. Đó, rất là thoải mái. Đó. Thì đây anh chị ha. Ranh móc thì rõ ràng rồi, từ đây sâu vô là 51 mét ha. Và mặt tiền ngang qua đây là 14 mét rưỡi. Của mình là đất mình nở hậu luôn anh chị ha. Đó, qua tới bên đây thì ranh mình có cái cột mốc này. Thực sự ra là hồi trước á, là gia chủ mà gửi em Điền bán là hồi trước là gửi bán nguyên tất cả cái mảnh luôn này luôn anh chị. Đó. Tổng cái mảnh này luôn là có tới tận 300 thổ cư anh chị. Nên là bây giờ gia chủ mình kẹt quá tách ra cái lô này bán trước ha. Mới ra sổ đây nóng hổi luôn anh chị. Đó, rành tới đây ha. Thì bất động sản mình em Điền nhắc lại nữa, diện tích là 14 mét rưỡi sâu 51, có sẵn 100 mét thổ cư anh chị ha. Đó, và 100 mét thổ cư này là 100 mét thổ cư tự do anh chị, nên là cô chú chị mình có thể xây dựng thoải mái, không cần xin giấy phép xây dựng gì hết ha. Tại vì đất này đất ở nông thôn thôi. Cô chú chị có thể xây nhà bất cứ vị trí trên nào trên đất mình ha. Đó. Nói chung là tổng diện tích của mình là 5.754 mét vuông. Đây, em Điền sẽ cho cô chú chị coi cái đó. Chị có thể thấy này, 14 mét 6 luôn đó, nhưng mà cho là 14 mét rưỡi cho nó tròn ha. Đó, và nở hậu là 15 mét đó, 754 mét vuông ha. Đó, cái tổng diện cái diện tích rất là thích hợp cho cô chú chị mình vừa làm nhà vừa làm sân vườn này kia đó, rất là thích hợp luôn đó. Mình xây nhà thì cho là cả sân cả nhà luôn, 200 mét vuông là vô tư à, còn lại 500 mét vuông là mình có thể rào lại nuôi gà nuôi cá hay là gì gì nuôi trồng trọt này kia đó anh chị ha. Đó, mặt tiền đường mình thì là đang đường nhựa anh chị, đường nhựa rất là rộng khoảng là 8 mét anh chị, rất là rộng ha. Xung quanh đây thì dân cư đông rồi không nói rồi, điện nước thì đầy đủ ha. Có vị trí của mình là này ngay cái trục điện ba pha luôn anh chị. Cô chú anh chị mình mà nếu mà muốn về đây mua để dành hoặc là làm xưởng gì đó, xưởng may hay là xưởng gì mà sử dụng tới điện ba pha thì điện ba pha nằm ngay đây rồi. Đó, mình không có tốn thêm chi phí gì về cái vấn đề mà câu điện ha. Đó.
Rồi tiếp theo là cái hướng 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 của bất động sản mình á, là có hướng đông bắc anh chị, hướng đông bắc mà mình không có bị chói nắng về buổi sáng và buổi chiều ha. Đó. Trục này là trục chính luôn anh chị ha, đi thẳng ra khoảng là 300-400 m thôi là ra tỉnh lộ 329 rồi. Tỉnh lộ 329 thì anh chị cũng đã biết là nó sẽ thông thương với lại quốc lộ 55 và cũng như là sẽ thông qua được tỉnh lộ 328 bên này. Đó, đằng sau này mình đi thông được 328 luôn ha. Đó, đường xá thông thương. Đó. Ra ngoài đầu đường tỉnh lộ 329 thì mình gặp ngay Ủy ban xã Hòa Hội luôn chị. Đó, ngay đó luôn. Và rẽ trái rẽ phải này kia thì mình sẽ tới chút xíu thôi. Mình sẽ tới các trường học các cấp ha và chợ đò. Nói chung là không thiếu với bất cứ gì đó. Ở đây nông thôn nhưng mà tiện ích tiện nghi thì đầy đủ anh chị. À, Hòa Hội mình thì vừa rồi cũng là mới xây dựng xong một cái công viên. Đó, công viên Hòa Hội anh chị. Nói chung là tất cả các xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc thì đã hoàn thành xong những cái công viên rồi. À, hồi trước thì chưa có nha, nhưng mà những công viên đó đã làm xong hết rồi anh chị. Đó, và tiếp theo em Điền sẽ báo giá tới cho cô chú chị mình ha. Giá rất là hợp lý, rất là mềm anh chị. Nói chung là đầu tư còn tốt anh chị ha. Đó, cũng không để cô chú chị đợi lâu. Thì tổng bất động sản mình là 14 mét rưỡi, sau 51 mét có 100 thổ cư. Giá chỉ có là 1 tỷ 7 thôi anh chị. Đó, giá 1 tỷ 7 thôi. Đó, nói chung là giá này đang kẹt tiền anh chị ha. Đó, được gọi là cũng là ôm nhiều đất rồi, ngợp rồi. Đó, đó là cắt bán bớt anh chị. Đó, để trả lãi ngân hàng này kia đó. Đó. Tính ra 1 tỷ 7 mà mua cho cái 14 mét rưỡi này thì tính ra khoảng là hơn 100 triệu một mét thôi chị. Quá là rẻ, 100 triệu một mét ngang nha chị. Mà chiều sâu tốt nữa chị, 51 mét. Đường nhựa rộng. Đó. Từ vị trí này mà cô chú chị mà mình đi di chuyển ra thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện, đó ra biển Hồ Tràm thì khoảng đâu đó là 10 cây số anh chị ha. Đó. 10 cây số chưa tới đâu. À, khoảng là 7-8 cây thôi là ra trung tâm huyện rồi. Và xuống biển nữa thì thêm khoảng là 7 cây đến 8 cây nữa là khoảng 15 cây km anh chị là ra tới biển Hồ Tràm. Đó. Biển Hồ Tràm thì em Điền cũng có nói nhiều rồi, đó là khu du lịch biển. Đó, rất là nổi tiếng. Đó. Đây cô chú chị có thể thấy này, trên đất mình á là đang đang là trồng mì ha, tại vì gia chủ mình không có trồng. Nhưng mà người ta trồng nhờ anh chị, tại vì người ta trồng nhờ nên là người ta sẽ trồng những cái cây ngắn hạn thôi để người ta thu hoạch, rồi sau này gia chủ mình có sử dụng đất hay là người khác mua lại sử dụng đất thì người ta có thể là trả lại đất của mình ha. Còn như kế bên mình đây là hàng xóm mình đang trồng là trồng nhãn anh chị. Đó, cô chú chị có thể thấy này, cây nhãn rất là tốt nha. Đó, nhìn cây là biết là đất như thế nào rồi anh chị ha. Đó. Ở nông thôn thì dân là hàng xóm thì rất là thân thiện rồi. Đất mình thì tương đối là bằng phẳng với lại đường. Nói chung là em Điền có quay playcam từ trên cao thì cô chú chị có thể là nhìn thấy rõ được là xung quanh dân cư ở rồi, ở sang sát rồi. Ở cũng nói chung là cũng là tương đối là được rồi. Tại vì ở chỗ này là ngay trung tâm xã Xuyên Mộc. Xin lỗi anh chị, ngay trung tâm xã Hòa Hội. Từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ chị. Đi cao tốc này thì đợt này thì cao tốc mình đi từ Sài Gòn xuống cao tốc thì rất là gần, khoảng 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi. Đó, mình cất một cái nhà vườn ở đây. À, lâu lâu mình đi xuống biển tắm cũng được ha, cũng về biển cũng không có xa lắm ha, 15 cây thì lâu lâu mình đi vẫn được, khoảng 20 phút. Rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem hết video clip của em Điền nha. À, cũng cảm ơn cô chú chị rất là nhiều em Điền, và em Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Nếu cô chú chị mà xem cảm thấy thích bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Nếu mình thiện chí nữa em đi sẽ dẫn cô chú chị đi, mình đi gặp chủ để thương lượng trực tiếp luôn ha. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip lần sau. Xin chào ạ.